Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Mình là Lộc, kính chúc các bạn có một ngày mới an lành và nhiều sức khỏe. Hiện tại mình đang ở chỗ chợ Hai Tân, cái này là của xã Tam Bình, huyện Cai Lậy nha. Cái chợ thì nằm phía tay phải mình đó. Ở đây thì người ta buôn bán dọc hai bên đường rất là nhiều luôn. Giờ này thì mình đi cũng gần 10 giờ rưỡi trưa rồi, bởi vì nên giờ nó cũng vắng lắm. Thường thì những cái chợ quê gì thì chừng 6-7 giờ là người ta gần muốn dọn rồi, chừng 7 giờ mấy là người ta dọn bớt rồi. Với lúc gà thì đang mùa dịch nữa nên người ta buôn bán cũng ít lắm. Bây giờ thì vẫn còn một số người ta vẫn còn bán nó rau củ quả ở bên phải mình à. Còn trước mặt mình đó là cầu Hai Tân. Đường này nếu mấy bạn đi thẳng luôn á thì mấy bạn đi về thị trấn Cái Bè. Còn nếu mà đi ngược về phía sau lưng mình á thì đi về cầu Gạch Miễu, đi vô thành phố Mỹ Tho. Thường thì mấy bạn đi về Vĩnh Long hay là Cái Bè, Cây Lậy gì mà nếu mà đi đường tắt á thì mấy bạn đi đường này nè. Đường này thì nó ít xe lắm. Còn đi đường quốc lộ 1A thì xe khá là nhiều. Qua khu vực này thì đa phần thì người ta trồng sầu riêng không à, có dừa, có chuối rồi nữa nhưng mà cũng ít lắm. Bưởi cũng vậy nữa, lâu lâu mới thấy có người trồng bưởi. Còn gần như là cây chủ lực ở khu vực này là sầu riêng không à. Sầu riêng với có một phần có trồng mít vô nữa. Mít thì cái dạng cũng mới trồng thôi chứ không có lâu. Nó dọc đường thì thỉnh thoảng mấy bạn thấy có gặp người ta bán sầu riêng, bán mít với bán chuối rồi. Ở đây thì cũng có mấy cái dừa sầu riêng bự lắm. Nhiều chỗ mình thấy người ta lột sầu riêng, người ta bỏ vỏ chất cả đống luôn. Còn mấy cái dừa thì hơi khỏi nói. Tại vì hiện tại là mình đang vô mùa sầu riêng. Ở đây mà mỗi lần mà chạy ngang mấy cái dừa sầu riêng á, hoặc là cái khúc mà ngay chỗ mà xe tải người ta chất sầu riêng xuống á, là cái mùi sầu riêng nó nồng nặc luôn. Mới đầu nghe thì nó cũng thơm, cũng dễ chịu lắm, nhưng mà nghe hồi cái thấy nó mệt mệt sao á. Ở đường này thì dọc hai bên đường thì nó trồng bằng lăng rất là nhiều, gần như là nguyên con lộ nữa luôn. Hiện tại thì qua mùa bằng lăng rồi nên bây giờ những mấy bạn nhìn thấy mấy cây bằng lăng còn toàn là trái không à, nhìn nó không có được đẹp lắm. Còn ở phía dưới lộ thì nhiều khi người ta có trồng ba cái hoa 10 giờ nữa. Nói chung là đường này thì ta trồng cây cỏ bông hoa đều khá là nhiều. Còn nhà hai bên đường thì đa phần mấy cái nhà mới cất giờ toàn là nhà mái Thái không à. Các bạn nhìn thấy mấy cái nhà mà cái nóc nhọn nhọn á, nhiều nhà nhìn đã lắm. Ở đây thì trồng dừa nè. Ở đây trồng dừa cũng ít chứ không nhiều, chỉ là cây ăn trái là nhiều à. Quán xá thì cũng vắng que, quán ăn với quán nước đồ gần như là không có khách khứa gì hết, đa phần người ta bán đồ mang về không à. Bên phải mình toàn là vỏ sầu riêng không á, người ta đổ một đống như là gác vậy. Những cái đường này mình thấy nhiều chỗ người ta trồng cây cảnh rồi cây bonsai rồi cũng nhiều lắm. Ở đây mình thấy có mấy cái chỗ có trồng mấy cây tùng la hán á, người ta trồng mình nguyên một cái vườn luôn, toàn là cây bự bự không à.
bên trái mình là mấy cái nhà cất toàn là đẹp đẹp không ạ. Nhiều nhà thì cất rất là đẹp nhưng mà phía trước tự nhiên làm cái tiền chế ra cái nhìn cái kiểu nó khá là xấu. Cái dạng như người ta làm thêm cái chỗ che mát nha, nhìn cái nhà vô tự nhiên nó rất quớt. Ở đây có nhà lá nè, này là cái quán. Thường thì những cái quán nước thì người ta làm bằng mái lá vô buổi trưa vậy nè, ngồi rất là mát. Đường này thì gần như là hai bên đường thì toàn là cây xanh rồi không ạ, với cây ăn quả rồi nên nó mát rượi à. Mình chạy buổi trưa này thì nó hơi nóng một tí. Bên phải mình nó đang cất nhà, thường thì cất nhà chỗ đó thì cho thuê không. Ở đây nhiều chỗ người ta không có bằng cỏ, người ta xịt thuốc cỏ nó vàng rụi hết trơn mà cái cỏ. Ở bên trái mình ở trường mầm non nha. Ở mít ở đây người ta trồng sát lộ nhiều lắm, với ba cây ăn trái này cũng có nè. Sát lộ thì gần như là mít, còn xích vô trong chút xíu thì sầu riêng. Sầu riêng thì trồng sát lộ thì cũng mít nữa, tại vì thường sầu riêng thì giá trị kinh tế nó khá là cao nên người ta trồng xích xích ở trong không à. Ở bên trái mình là nguyên vườn mít luôn, ở trong thì sầu riêng. Này là mình đi vô khu dân cư rồi. Ở đây thì mấy cái quán ăn gần như đóng cửa hết đây. Trước mặt đó là điện máy xanh với bách hóa xanh, lúc gài là gần như là mấy cái chỗ đông đông dân là có mấy cái này nè, với di động nữa, bàn đó hay đi chung lắm. Còn phía bên trái mình đó là chợ Tam Bình nha, chợ này thì giờ cũng gần như là giãn tuồng rồi, giờ chỉ còn một số hộ buôn bán thôi. Vì bên phải mình là ủy ban. Trước mặt mình là cầu Tam Bình. Đường này thì đa phần thì mấy cái người mối lái người ta đi mua trái cây, người ta đi đường này nhiều. Ở phía bên phải mình có cái hành thất này, này hình như là hành thất Tam Bình. Hiện tại mấy cái hành thất với mấy chùa chiền đồ đa phần xây lại hết trơn à, nó nên nhìn nó rất là mới luôn. Ở phía bên phải mình nó nhìn rất là hoành tráng, phía trong thì gần như là toàn là mấy cây bonsai đâu không ạ. Giờ thì gần như là mấy cơ sở tôn giáo rồi vậy, ít có nhìn thấy cây xanh bự lắm, đa phần thì cây bonsai là nhiều.
đây hàng quán cũng đóng hết này, chỉ có mấy cái tiệm tạp hóa thì còn mở cửa này. Ở phía bên phải mình như là mấy cái này là những cái tùng la hán ấy nhỉ, mình thấy khu vực này ta trồng rất là nhiều luôn. Thường mấy cây vậy chứ mấy bạn đụng vô là toàn là 5-10 triệu không á, thậm chí là mười mấy triệu cũng có nữa. Nhiều dừa người ta trồng rất là nhiều, làm như khu vực này người ta chuộng chơi cây đó hay sao á. Thế mình thấy cũng có nhiều cái vườn mai cũng bự lắm, đa phần ở nằm khuất ở trong không à. Không như bên phải mình mấy cái vườn mai đấy nhìn rất là đã, cây bự bự không mà chứ không có cây nhỏ, toàn là cao 2-3 mét trở lên không à. Bên trái mình có mấy cây bông trang nhìn rất là đẹp, người ta làm như nguyên cái hàng rào, bây giờ nó nở đỏ tươi luôn. Đường này nhiều chỗ hoa cỏ nở rất là đẹp, ở bên trái mình ở bông trang không à, có chỗ thì có mấy cái vàng hoa tigon nở cũng đã lắm. Nhiều lúc mình đang chạy ngoài đường nhưng mà mấy bạn thấy trời tối á, là đa phần là mình chạy mình bị dướng đám mây, nó nên nhìn nhiều khi hình nó tối thui à. Còn chỗ nào mà đủ ánh sáng thì nó hình nó rất là tươi. Hiện tại lúc này mình đang vô mùa mưa nữa, bởi vì nên gần như là trời lúc nào cũng nhiều mây á. Có khi thì chuyển mưa suốt ngày luôn, trời khá là âm u. Ở bên trái mình ở dưới thì hoa trang, còn phía tông thì toàn là mấy cây tùng la hán không à, trồng rất là nhiều luôn. Có nhiều chỗ người ta trồng xong người ta dùng gạch ống hoặc là ngói, người ta quay là hình giống như cái chậu, nhìn rất là đẹp. Cái đó mình thường mua cái là người ta bứng gốc, người ta bán liền luôn. Ở bên trái mình cũng nhìn thấy mấy cây mai người ta quay chậu luôn hết này. Còn xa xa thì toàn là sầu riêng không à. Ở đây gần như là sầu riêng là cây chủ lực. Hiện tại có một số chỗ đang trồng mít thêm nữa, có mít với sầu riêng nhiều chỗ cũng đang xen nhau lắm, nhưng mà mít thì gần như là mới trồng đấy không ạ. Sầu riêng ở đây thì đa phần là hái trái hết rồi, gần như là không có cây nào hái còn trái á. Thỉnh thoảng thì gặp một hai cây thì còn leo que một hai trái, cái đó người ta hái sót á, chứ đa phần mình thấy gần như là ta hái sạch hết trơn à. Ở đây có mấy cái bụi 10 giờ này nhìn rất là đẹp luôn, hoặc là cỏ bông đậu. Cỏ bông đậu lúc gặp mình thấy người ta trồng cũng nhiều lắm. Ở đây có nhiều cái nhà cất như là biệt thự. Đi dọc đường các bạn thấy mấy cái đống cát, đống đá như vậy nè, là đa phần là mấy cái chỗ đó người ta đang cất nhà hoặc ta đang sửa nhà rồi. Mùa dịch này thì người ta làm nhiều lắm. Ở phía trước mặt mình đó là cầu Cái Sơn. Rồi clip mình kết thúc tại đây nha. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip khác.